nào, Võ Tấn Phát xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tỷ lệ may mắn. Và một tuần đã trôi qua, Tấn Phát rất là vui, nôn nóng và hồi hộp để được gặp lại quý vị khán giả của chương trình. Và những người sẽ cùng đồng hành với tất cả chúng ta đó chính là hai nghệ sĩ khách mời quen thuộc Người Dẫn Đường và Kẻ Gây Rối. Ngay bây giờ xin cùng chào đón họ. Xin mời. Wow, rất là năng lượng. Quá mạnh mẽ. Dạ, không biết là một tuần trôi qua của anh như thế nào mà đúng có vẻ như là anh tích tụ lâu lắm rồi đúng không? Một tuần nhiều người thiệt thòi. Anh thiệt thòi điều gì? Cuộc sống cứ thiệt thòi với tôi mãi thôi. Cho nên tôi quyết định dùng hết những thiệt thòi đó đến đây và bắt người chơi phải chịu điều đó. Hai đội chơi sẽ có một đội may mắn và một đội kém may mắn hơn. Tôi sẵn sàng đồng hành cùng đội kém may mắn hơn. Sống là để cho đi mạnh ha. Cho đi, đúng rồi, phải cho đi chứ. Mình cho cái đó là mình gieo nghiệp đó. Hèn chi dạo này chị thấy anh Phi có vẻ càng ngày càng xấu đi đó em. Còn chị ngày càng đẹp ra mà không hiểu là tại sao. Em cũng không hiểu tại sao mà chị có thể nói được cái lời đó. Thôi, mình là một người tốt mà em. Mình là một cái người lúc nào cũng thẳng thắn nè. Rồi nói toàn điều hay lẽ phải mà thôi. Còn ai dính cái gì thì cứ dính, đâu có liên quan gì tới mình đâu nè. Chưa gì hết trơn mà mới chào sân thôi mà thấy anh chị là chặt chém nhau quá. Không có đâu, vậy chứ lúc mà vô làm việc là yêu thương nhau lắm. Lúc đó là mình chỉ tập trung mình gạt người chơi thôi. Đúng rồi, cái đó là cái nhiệm vụ của mình mà. Đúng rồi. Cái này nói nhỏ thôi. Okay, thì giúp thì giúp ngoài mặt vậy thôi chứ thực sự là tiêu chí của chương trình đó là càng giữ tiền cho biên tập càng nhiều càng tốt. Là phát nha mọi người, là phát nha mọi người. Là quý đó. Là em hết người chơi. Chương trình này kéo dài tới mùa thứ 3, thứ 4 là nhờ em hết đó mọi người. Hèn chi thấy phát làm lâu ghê. Giữ tiền. Mình phải giữ tiền. Ngắt nhéo của thí sinh người chút, mình gom góp mình có mùa 5, mùa 6 nữa. Vậy thì giây phút này ba chúng ta phải đoàn kết lên. Kết lên. Lừa thí sinh, lừa thí sinh. Giữ tiền cho chương trình. Rồi, xin mời hai con ác quỷ về vị trí. Xin mời hai nghệ sĩ về vị trí. Về. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón đội chơi đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời. Em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, anh Phát cũng như là anh Phi và chị Phương ạ. Em xin gửi lời chào tới anh Phát, chị Phương và anh Phi cùng toàn thể các quý vị khán giả đang xem đài ạ. Em tên là Trần Huỳnh Đức và hiện tại em đang là ca sĩ tự do với nghệ danh là Daddy Singer. Wow, còn em? Em là Hồng Gấm, nghệ danh là Đỗ Hồng Gấm. Em là ca sĩ tự do. Không biết là hai bạn ca sĩ đến đây ngày hôm nay chúng ta có món quà nhỏ nhỏ gì gửi tặng cho quý vị khán giả không? Dạ, bọn em có chuẩn bị một món quà nhỏ nhỏ. Gửi tới luôn. Dạ. Đi ra đừng trai những quà. Không, Phương, đừng làm mấy bạn sợ, đừng làm ảnh hưởng tới phần quà của các bạn. Ủa, quà bạn nói có món quà nhỏ. Mình ngồi xuống, đừng ảnh hưởng tới phần quà của các bạn. Quà này quà nghe nhìn chứ không có sờ nắng. Ủa vậy hả? Dạ, mình ngồi đó mình thưởng thức thôi, đừng manh động. Rồi, xin mời phần quà của các bạn. Lòng muốn nói rằng hết kia, thế sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay. Tình khó nói, nhiều sóng gió, nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay. Wow. Cái đây là món quà rất là dễ thương. Và không biết là tên của mình lấy tên gọi là gì ha? Tên của nhóm chúng em là Thanh Âm. Xin chúc cho đội Thanh Âm ngày hôm nay mình sẽ thật nhiều may mắn nha. Mời hai bạn về vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với đội chơi thứ hai. Xin mời. Dạ, em chào anh Phát, em chào chị Phương, em chào anh Phi và quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Dạ, cho em xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả và chào anh Phi, chào chị Phương và em chào anh Phát. Dạ, em tên là Trần Thị Cẩm Tiên, hiện tại em đang là một vận động viên môn Bencastilat. Bencastilat. Anh nghĩ là anh sẽ hỗ trợ cho đội tụi em rất nhiều, anh mến đội của tụi em. Tham gia bộ môn này lâu chưa em? Dạ, em tham gia môn này cũng mới 4 năm, nhưng mà em theo dõi thì tới nay cũng 14 năm rồi. Là trước khi theo Bencastilat là em tập võ gì nữa? Dạ, em tập cổ truyền. Trời. Muay Thái. Trời. Vô Việt Nam. Kickboxing. Wushu. Em, hai chị em mình làm thân nha. Rồi, chúc mừng em, ngày hôm nay em đã biết thêm một môn võ mới, võ Tấn Phát. Trời ơi, trời ơi.
Tranh thủ chứ. Trời ơi. Trời. Tranh thủ với người ta 14 năm kinh nghiệm mà sơ hở là trời. Rồi, còn em? Dạ, em tên là La Quang Minh và em là một diễn viên. À. Và không biết là tên đội của mình lấy tên gọi là gì ha? Tên đội là Trên Lệch. Ủa, mình đồng ý không? Sao thấy... Em đồng ý. Sao mà đồng ý căng quá vậy trời. Rồi, xin chúc cho đội Trên Lệch ngày hôm nay mình sẽ thật là nhiều tiền thưởng và mang về thật là nhiều may mắn cho đội của mình nha. Dạ. Rồi, mời hai bạn về vị trí. Và như vậy là chúng ta vừa làm quen với hai đội chơi ngày hôm nay. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của tỷ lệ may mắn. Ai được tạp chí Time chọn là nhân vật của năm 2023? A. Vua Charles III. B. Nghệ sĩ Taylor Swift. Em nghĩ nghệ sĩ Taylor Swift. Taylor Swift ha. Dạ, Taylor Swift. Nhớ quê hay gì phát? Dạ. Nhớ quê hay gì? Nhớ quê, nghe cái muốn bắt xe về Vĩnh Long luôn. À, em tự tin bao nhiêu phần trăm? Em thì chắc cũng ít là 60. 60 là trên trung bình rồi em, ổn rồi. Em thấy là nhân vật của năm 2023 thì cái từ vua em thấy nó hơi xa vời với lại hiện tại, cho nên là ở nước ngoài người ta vẫn còn vua mà em. Vẫn có vua, vẫn có hoàng hậu nha. Cho em mới được phổ cập với chị ơi, cho nên là em nghĩ em chọn đáp án B. Vậy những năm tháng qua em sống ở đâu? Bắt đầu thấy lo rồi. Thôi vậy là đúng rồi, bên kia người ta có võ nghệ cao cường. Nếu là tôi cũng chọn là Taylor Swift. Taylor đúng Wick. Rồi, Taylor Swift. Rồi, các bạn thì nghĩ là đáp án nào? Với em thì có lẽ đây là một câu hỏi thế mạnh. Trong bộ đáp án này có tên của một nghệ sĩ âm nhạc quá nổi tiếng rồi. Em rất là tự tin đó. Đó, em nghĩ là đáp án B. Bao nhiêu phần trăm? 99%. Bây giờ chốt đáp án liền luôn được không? Không cần nghe tư vấn từ hai cái con người kia. Dạ không. Ủa tại không? Tại vì em vẫn cần 1% á. À, 1% đó em muốn lắng nghe từ sự tư vấn của anh chị. Quá khéo luôn. Em thì sao, có đồng ý với đồng đội của mình không? Dạ em đồng ý 100% luôn. Em muốn nghe ai trước nè? Dạ em muốn nghe anh Phi trước. Mời anh Phi. Đáp án A, vua Charles III là một đáp án mà anh cảm thấy anh nghiêng về hướng đó. Tại vì như các bạn đã biết, ở nước Anh, nữ hoàng Elizabeth vĩ đại vô cùng. Và tiếc nhất là trong năm trước thì nữ hoàng mất. Và đồng nghĩa việc nữ hoàng mất thì sẽ có một vị vua lên kế vị. Nó không phải là chuyện của quốc gia Anh không nữa, mà nó là chuyện của toàn châu Âu và cả toàn thế giới nữa. Trong cái ngày mà vua Charles III lên ngôi, thì những cái nghi thức hoàng gia, những người ở tất cả những quốc gia khác mà liên quan đến hoàng tộc và kể cả những chính trị gia hàng đầu thế giới đều tê tụ lại đó để nghe về cái đường lối của nước Anh sau này và những cái hỗ trợ của nước Anh, những cái cam kết của nước Anh với quốc tế và cả châu Âu là một cái điều mà đánh bật được cái đáp án B. Vì dành cho đáp án A này 90%. Còn đối với chị á, thì chị nghĩ là cái giải thưởng này mình sẽ nghiêng về cái việc á, là sự ảnh hưởng của cái người đó đến với cộng đồng nhiều hơn. Trong năm 2023 vừa qua thì Taylor đã để lại rất là nhiều dấu ấn của cá nhân mình. Một cái chuyến đi lưu diễn toàn cầu thu về lợi nhuận đâu đó trên 1 tỷ đô. Và thậm chí á, là Taylor đã thu âm và cho phát hành 2 album trong năm vừa qua nữa. Cho nên chị nghĩ là sức ảnh hưởng của cô ấy và những giá trị của cô ấy mang đến ảnh hưởng đến cộng đồng trên toàn thế giới rất nhiều. Và tôi chị nghĩ như vậy, cái show của chị Bảy á, thì chỉ có tổ chức nhiều chỗ, hụt chỗ này thì coi chỗ kia. Còn cái show mà của ông vua, ông làm có 1 lần. À, ở cái tính chất quan trọng thì tôi nghĩ là cái nghi lễ hoàng tộc nó sẽ quan trọng hơn là một cái chương trình âm nhạc. Dạ, bao nhiêu phần trăm ạ, chị Phương? Tôi 90 đó. Vậy thì tôi 95. Wow. Rồi, và như vậy là chúng ta có 2 tỷ lệ phần trăm, 90% và 95%. Nhưng mà Phát thấy thì cả hai đội chơi hình như là đang nghiêng ủng hộ cho chị Bảy Taylor nhiều hơn. Và để xem có một cái sự thay đổi nào ở phút chót hay không. 10 giây dành cho hai đội chơi bắt đầu. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội. Trong năm 2023 vừa qua, Taylor đã để lại rất là nhiều dấu ấn của cá nhân mình. Một cái chuyến đi lưu diễn toàn cầu thu âm và cho phát hành 2 album. Đáp án A, vua Charles III là một đáp án mà anh cảm thấy anh nghiêng về hướng đó. Cái nghi lễ hoàng tộc nó sẽ quan trọng hơn là một cái chương trình âm nhạc. Cả hai đội được chọn đáp án B, đó chính là Taylor Swift. Và để xem đây có phải là đáp án chính xác hay không, xin mời kết quả. Và nhân vật này đã được chương trình tỷ lệ may mắn mời về tận sân khấu của chúng ta. Xin cùng chào đón. Đó chính là vua Charles. Hello chị Bảy.
Thấy họ ẩn quá vậy, đúng là nghệ sĩ quốc tế ha. Người ta đạt giải cái mặt người ta phải hết lên trời. Hơi gói ghém á. Cho nên là chị chỉ xuất hiện chấp nhán vậy thôi. Chứ mà kiểu nhiều nhiều thì chị sẽ giao lưu. Và như vậy, đáp án B, nghệ sĩ Taylor Swift đã mang về cho mỗi đội 1 triệu đồng. Xin được chúc mừng. Người dẫn đường là diễn viên Diễm Phương. Kẻ gây rối, diễn viên Hoàng Phi. Taylor Swift là nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới được nhận danh hiệu nhân vật của năm sau một năm đạt được nhiều thành tựu lớn, vừa đạt kỷ lục về thương mại, vừa thăng hoa trong nghệ thuật. Và nổi bật nhất đó chính là chuyến lưu diễn thế giới Eras Tour của ngôi sao nhạc pop. Và bây giờ là nội dung câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là một câu hỏi về ca dao tục ngữ. Và các bạn hãy lưu ý là ca dao tục ngữ của Việt Nam thì rất là phong phú. Vậy nên sẽ có rất nhiều những bản chép, những dị bản khác nhau. Chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án trùng khớp với đáp án chương trình đưa ra mà thôi. Điện tư con thiếu vào chỗ trống, chim ham đá chín, bà chấm xa, buồn tình lại nhớ gốc đa muốn về. A là đi, B là muốn, C là ăn. Theo thành ngữ tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, nhà xuất bản Văn học năm 2002. Đây có phải là thế mạnh của các bạn không? Dạ không, nhưng mà em đọc em biết đáp án. Đó là? Dạ đáp án A. Đi. Dạ em nghĩ là từ đi thì nó hợp hơn. Tại vì chim ham chế chín chim mới đi. Con chim muốn ham là chim ở lại rồi. Cho chị hỏi con chim sao nó đi được em? Con chim là nó phải bay chứ. Chim cánh cụt chị ơi. Sao chị hỏi gắt cao quá à? Chim cánh cụt nó ăn trái gì? Chim cánh cụt nó ăn trái măng cụt. Hỏi gì đâu mà dằn mặt MC luôn à. Lấy người ta là người chơi, người ta hỏi chị thì thôi được, chứ chị đừng có hỏi ngược lại. Đó em nghĩ là A ha. Dạ. Em không đồng ý đâu anh Phát ơi. Em là hơi gục rè. Người ta 14 năm vỏ đó em ơi. Dạ. Tâm hồn ăn uống cho nên là em thích cái đáp án C. Con hơn. Người con này con chim em mà con em. Con chim nhưng mà con chim cũng phải cần ăn á anh Phát, cho nên là em thích đáp án C hơn. Chim ăn xa. Dạ đúng. Sao em không giải thích với bạn đi mà em giải thích với anh Phát. Lục xa bộ. Là ăn cái gì? Đáp án A ha. Wow. Sao mà dám cãi được. Thôi tôi sợ cái đội này quá. Thấy là đội này là đoàn kết nè, đồng lòng nè. Dạ. Mình nghĩ đó là đáp án mà có lẽ là nãy giờ hai bạn không chọn. Đó là đáp án B. Dạ. Muốn. Thì em nghĩ là đáp án B thì nó sẽ thuận miệng thôi. Chứ em sai. Cũng không biết câu này ạ. Hả? Dạ. Sao anh? Tự nhiên cái đồng đội của em làm cho em không lách kịp luôn. Tại vì nãy đồng đội em kêu là A đó em. Ừ. Xong rồi bây giờ lúc mà anh hỏi nhỏ. Tại vì nhiều khi đây là chiến thuật đó. Chắc vậy. Tung quả mù để bên kia chắc, người ta chắc này là chiến thuật. Không, đây mới là chiến thuật này. Ủa vậy? Dạ. Tôi sợ. Lúc em hỏi vậy xong là đã không còn là chiến thuật nữa rồi. Rồi. Mời sự phân tích đến từ chị Bảy chim cánh cụt đi. Mời Phương. Chị nghĩ rằng một con chim nó muốn ăn cái gì đó, muốn ăn một quả trái cây thì nó sẽ phải bay đi chị chứ ơi, không thể mà đi bộ thể lệ được. May mắn chứ không phải là kể chuyện bé nghe. Mình gấp gáp hơn mình đúng không em? Đấu lên chị. Chị nghĩ nha, về một cái món đồ ăn gì đó thì đương nhiên á là mình phải ăn. Chứ bây giờ mình muốn thì nó không có trực tiếp, em hiểu không? Hoặc là mình đi đi, giống như hồi nãy chị nói là tại sao con chim mà người ta lại dùng từ đi. Mình thèm một cái gì đó, tức là mình muốn ăn, đúng không? Vậy thì mình phải sử dụng từ ăn mới đúng. Và chị nghĩ là đáp án này chắc có lẽ là cũng phải được trên 90% á. Nghe chưa? Chưa. Ủa? Chưa. Lại lúc rồi. Mới nghe chị Phương thôi, còn anh Phi nữa. Dạ, đúng dạ. Rồi. Mà anh Phi à? Tôi kết cái đáp án A. Đó là đi. Tại vì trong cái câu này thì cái vế 2 nó đang nhân hóa cái con chim này. À, con chim thì không thể nào buồn tình mà nhớ gốc đa được. Cái kiểu này là nó đang dùng hình ảnh cái con chim để ví von hình ảnh của một con người. Thì anh nghĩ là cái chữ đi nó sẽ làm cho cái yếu tố nhân hóa nó mạnh hơn ở cái câu đầu tiên. Còn ăn thì nó đúng tới mức mà bị quê á, cho nên tôi không chọn. Nhưng mà nó trực ăn. Tiếp. Cái này người ta nói bóng nói gió, người ta mượn cảnh. Thì ta bây nói giờ tình. Mình muốn cái gì đó mình cũng là ủa trời nhìn mờ lem quá. Thấy cái kiểu cãi là bị thường thường hay quê. Bao nhiêu phần trăm mà anh Phi? Phương ơi, Phương cho bao nhiêu ạ? Tôi không thích nói ạ. Tôi cho 99 ạ. Wow. Vậy thì tôi 99.5 ạ. Ờ đúng rồi. Đúng rồi vậy. Ở bên kia nữa. Giống mũi đấu giá quá. Dạ. Yeah. Và như vậy là tỷ lệ phần trăm đã có 10 giây dành cho hai đội chơi, bắt đầu.
10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội. Mình thèm một cái gì đó, tức là mình muốn ăn, đúng không? Vậy thì mình phải sử dụng từ ăn mới đúng. Anh nghĩ là cái chữ đi nó sẽ làm cho cái yếu tố nhân hóa nó mạnh hơn ở cái câu đầu tiên. Trời ơi, sợ. Đội Thăng Long đã chọn đáp án C là ăn. Và đội Chênh Lệch đã chọn đáp án A, đó chính là đi. Và để xem đội nào may mắn mang về 4 triệu đồng tiền thưởng dành cho đội của mình. Xin mời kết quả. Và đáp án chính xác, chúng ta sẽ được biết sau phút quảng cáo. Xin mời. Và Tấn Phát đã quay trở lại với tỷ lệ may mắn. Vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi về ca dao tục ngữ như sau: điên tư con thiếu vào chỗ trống, chim ham trái chín, ba chấm xa, buông tình lại nhớ gốc đa muốn về. Theo thành ngữ tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, nhà xuất bản Văn học năm 2022, đội Thanh Âm đã chọn đáp án C là ăn, đội Chênh Lệch chọn đáp án A là đi. Ngay bây giờ xin mời kết quả của chúng tôi. Và đáp án chính xác đó là A hay C đây? C! 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 Đáp án C, ăn là đáp án chính xác. Còn đáp án A, đúng nghĩa là đi xa. Tôi nói không còn sợ bên đó nữa. Bên đó không có võ công thật sự. Nếu có võ thiệt đã né được rồi. Còn cái này là bị bắn nguyên vô mặt. Không phải anh ơi, em tin tưởng em đúng nên em không né. Người em đúng dữ rồi đó. Dữ luôn rồi đấy. Đáp án C đã mang về 4 triệu đồng dành cho đội Thanh Âm. Và sẽ qua hai câu hỏi thì đội Thanh Âm đang có 5 triệu đồng. Và đội Chênh Lệch đúng với cái tên của mình đang có 1 triệu ạ. Người dẫn đường lái là diễn viên Diễm Phương. Kể cái rồi, diễn viên Hoàng Phi. Và bây giờ là nội dung câu hỏi số 3. Nhà hát nào của Việt Nam lọt top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới? A. Nhà hát lớn Hải Phòng. B. Nhà hát đó. C. Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. D. Nhà hát Hồ Gươm. Lúc nãy bọn em đã dùng chiến thuật tung hỏa mù và đã thành công tin tưởng 1% của tụi em, đó là chị Phương. Nhưng mà với câu hỏi này thì có lẽ em phải nhường bạn nữ trước. Tại vì với em thì đáp án nó bằng không. Em chưa có đáp án gì cả. Có thể là còn 1% giờ là không luôn. Đúng vậy. Em thì sao? Dạ em thì... Không, tôi nghĩ là hai bạn này biết. Tại không thèm dòm cái câu hỏi luôn. Không có, không có. Kiểu như đang tìm một cái phương án nào để đánh lừa bên đây thôi. Để dụ tụi em á anh. Đúng ơi. Rồi à, không, không có dụ, không có thôi dụ. Tôi bao nhiêu số tôi đứng đây tôi rành hết tôi. Thì em nghĩ thì... Giả bộ phân tích đi. Dạ tích đây thôi. Em đang giả bộ đây. Dạ giả bộ. Em nghĩ là chắc là... là đáp án C, là C. Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Quá nổi tiếng rồi đúng không? Dạ. Anh chị thì sao ạ? À? Ủa không hỏi đội bên này hả? Mình đang biết gì đâu. Sao? Phương nghiêng về đáp án nào? Chị đang phân vân hai cái là nhà hát đó và nhà hát Hồ Gươm. Theo như chị biết là nhà hát Hồ Gươm và nhà hát đó là được xây dựng và đã khánh thành trong năm 2023 với những cái thiết bị máy móc rất là hiện đại để phục vụ cho tất cả những cái show diễn rất là hoành tráng. Như nhà hát đó á, đang có cái show diễn Rối Mơ nè. Còn cái nhà hát Hồ Gươm á, nằm ở thủ đô mà. Cho nên đây là một cái nhà hát phải nói là rất lớn. Chị nghĩ là nhà hát Hồ Gươm đi. Bao nhiêu phần trăm ạ? Hồ Gươm thì mình cho 80%, còn nhà hát đó chị cho 70%. Mà anh Hoàng Phi? Tôi cũng nghiêng về nhà hát đó và nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hát đó là nằm trong cụm 3 nhà hát. Nhà hát đó, nhà hát này và nhà hát kia. Ủa là anh không nhớ tên nổi hả? Là anh thực sự muốn giải thích không anh? Không, nó giận. Thật ra cái tên đó là nó đến từ một cái dụng cụ bắt cá. Theo Phi là một thiết kế rất ấn tượng. Nhưng về độ thâm niên thì có vẻ như nó sẽ không thể nào nghiêng về nhà hát đó được. Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh lại là nơi giao thoa của rất nhiều nền văn hóa. Và thành phố Hồ Chí Minh gần như được gọi là thành phố không ngủ. Những cái show nhạc lớn thường tập trung ở đó. Và về cái kiến trúc thì thực ra bao nhiêu năm nay nó chỉ được trùng tu và không có gì thay đổi hết. Và nó vẫn giữ được cái nét đẹp cổ kính đó, sang trọng đó. Phi đã từng được bước vô trong đó.
ngay cái việc mình nói thôi nó cũng đã khuếch đại lên rất nhiều và làm cho cái tiếng của mình hay giống như đang ở trong nhà tắm vậy đó. Trời ơi, từ cái nhà hát mà anh đưa đi vô nhà tắm. Anh hay bị nửa hay nửa dở á, là đang hát hay cái ngóc đầu ra khỏi nhà tắm là hát dở á. Cho nên suy nghĩ là nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 95% và nhà hát đó của Nha Trang Khánh Hòa sẽ là 90%. Wow, tỷ lệ cao hơn cả chị Phương luôn. Thôi bây giờ chị cho mấy hết, bạn hết lượt rồi Phương ơi. Ủa? Xong rồi. Nhưng mà chị muốn chen vô, tụi em có muốn nghe không? Không. Đó, đó, cái này là tùy khách mời thôi, chứ liên quan gì tới Phi đâu mà. Phải lắm nghe, anh có quyền bịnh tai lại. Đúng rồi. Phương, Phương gạt mọi người tiếp đi, tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi. Thì chị cho các bạn thêm một cái thông tin nữa. Nhà hát Hồ Gươm có 52 cục đá được đưa từ châu Âu đem về đây. À, đưa từ Tây Ban Nha nha. Và được kết hợp giữa kiến trúc của châu Âu và những cái kiến trúc cổ của Việt Nam mình. Ví dụ như là những cái họa tiết trống đồng, chim lạc nè. Như đó thôi hả chị? Đúng. Tôi cũng muốn bổ sung một thông tin để cho các bạn rõ ràng hơn. Dạ, thôi. Dạ, thời gian rồi ạ. Tôi... Ủa, anh xin phải có người cho anh mới nói được chứ. Phát đẹp trai, cho nói một xíu đi. Nhưng mà mấy bạn có muốn nghe không? Dạ không. Dạ. Đúng rồi. Dạ, không. Cái này mới đau nè. Rồi anh Phi, anh muốn nói gì là chắc không là tôi cùng. Cũng hết muốn nói gì luôn rồi. Rồi không nói gì nữa thì chọn đi ạ. À. 10 giây bắt đầu. Mười giây đã trôi qua. Xin mời đáp án của hai đội. Nhà hát Hồ Gươm có 52 cục đá được đưa từ châu Âu đem về đây và được kết hợp giữa kiến trúc của châu Âu và những cái kiến trúc cổ của Việt Nam mình. Ví dụ như là những cái họa tiết trống đồng, chim lạc nè. Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh lại là nơi giao thoa của rất nhiều nền văn hóa. Và thành phố Hồ Chí Minh gần như được gọi là thành phố không ngủ. Những cái show nhạc lớn thường tập trung ở đó. Và về cái kiến trúc thì thực ra bao nhiêu năm nay nó chỉ được trùng tu và không có gì thay đổi hết. Và nó vẫn giữ được cái nét đẹp cổ kính đó, sang trọng đó. Đội Thanh Âm đã chọn đáp án B, đó chính là nhà hát đó. Và đội Chênh Lệch đã chọn đáp án D là nhà hát Hồ Gươm. Tại sao vậy? Ai là người đưa ra quyết định đáp án D? Dạ là em. Em? Dạ. Tại sao em lại tin tưởng bạn của mình ở lần này? Để em tin tưởng lần, nếu mà có bị bắn quề. Bắn quề. Tại sao mình chọn đáp án B? Dạ, tụi em đưa ra quyết định cùng nhau. Đồng lòng luôn? Dạ, em đồng lòng. Tự tin dạ. Bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc tầm 85% thôi ạ. 85% là dạ. Cao vữ rồi vị, sao vữ chị vị? Chị nghe lời anh Phi đúng không? Hồi nãy giờ anh Phi sai hai câu rồi đó. Không. Ê, em nói vậy anh Phi buồn. Anh Phi đừng khóc nha, không sao đâu. Nhiều khi quen. Câu này nữa là thành là ba câu. Ai rồi cũng sẽ biết lúc quay đầu thôi. Thôi, và anh Phi biết quay đầu. Lần này như vậy. Nhiều khi anh chỉ biết quay hình thôi. Anh Phi đang khóc trong lòng. Xin mời kết quả của chúng tôi. Và đáp án chính xác đó là với như vậy, nhà hát Hồ Gươm mới là đáp án chính xác và đã mang về thêm 8 triệu đồng dành cho đội Chênh Lệch. Sau qua 3 câu hỏi thì đội Chênh Lệch đang có 9 triệu đồng. Và đội Thanh Âm đang có 5 triệu đồng. Và người dẫn đường tiếp tục lại là diễn viên Diễm Phương. Kể cái rối đó. Trời ơi, không thèm đọc tên luôn. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 4. Theo phong tục của người Dé Chiên, sính lễ của người phụ nữ phải cõng đến nhà trai để xin cưới là gì? A. Bóp củi. B. Quỳ bắp. C. Bình rượu cần. D. Gùi măng chua. Và E là vải đỏ. Ủa mà sao gái cõng vậy? Đó là phong tục của người ta. Con gái thì cõng thì chắc là không thể nào là bó củi được rồi. Tại sao? Tại vì đó là những cái thứ mà đàn ông phải cần có sức để làm. Chứ con gái thì chắc em nghĩ là vải đỏ. Đáp án E. Ừ. Em thì sao? Không. Với tâm lý là một người con gái đám cưới người ta cõng vải đỏ đúng rồi bà. Vải đỏ đâu mà không có à. Em nghĩ là cầm bình rượu cần. Đúng là con nhà giỏ. Em nghĩ bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chắc cỡ 70 thôi. Sao có 70? Bạn đó anh thấy ánh mắt của bạn đó không đồng ý kìa. Em nói chuyện với bạn đó đi. Đó đó đồng ý. Cần anh phát cần nha. Rồi các bạn thì sao? Dạ với em thì
Em nghĩ là em sẽ loại hai đáp án đầu. Những bó củi hay là gùi bắp đó thì nó là những thứ quá quen thuộc và quá gần gũi rồi. Thì em nghĩ nó phải có cái gì đó đặc biệt hơn. Tại vì đây là phong tục, là sính lễ của người phụ nữ phải cõng đến nhà trai. Rượu cần thì cũng rất là hợp lý. Có thể nó sẽ thể hiện được sức khỏe của người phụ nữ để qua bên nhà trai hỏi cưới. Thì cũng có thể đây là một đáp án chính xác. Và em nghĩ đang thiên về đáp án này. Ở đây sướng ha, đàn ông bội sướng ha. Phụ nữ người ta chủ động ha. Đàn ông nó đỡ áp lực ha. Có người là đem đồ tới là hỏi cưới luôn. Chắc dọn lên đó sống mà. Em thì sao? Chắc là em loại trước ba đáp án luôn. Đáp án A, đáp án B và đáp án E. Em đang nghiêng về C và D. Thấy thì có vẻ bình rượu cần nhiều bạn đồng tình quá ha. Yeah. Cái gùi măng chua thì chắc là thể hiện cái sự đảm đang, cái sự nữ công gia chánh trong gia đình. Tôi muối được cái bình măng chua huống chi là ông, dạ, đúng không? Đúng rồi. Cưới tôi về là ngon lành luôn. Chị thì chị nghiêng theo tụi em là cái về cái bình rượu cần là nhiều. Bởi vì sao? Cái bình rượu cần đó vừa thể hiện cho một cái nét sinh hoạt của người đồng bào. Cái người con gái người ta bưng cái bình rượu cần qua, nó thể hiện cái sự là thân thiết nè, thân tình nè. Và giống như khi mà mình bưng trà, bưng rượu để mà dâng cho cha mẹ chẳng hạn, thì đó cũng là một cái cách để cái người con dâu đi qua hỏi cưới và cho cha mẹ thấy rằng con sẽ có thể chăm sóc lo lắng cho chồng của con, và con xin dâng cho cha mẹ cái món lễ vật như thế này. Đó, cho nên là chị rất là nghiêng về đáp án là bình rượu cần. Nãy là em nói là cái gùi măng chua đúng không? Nhưng mà nó chỉ vỏn vẹn ở trong cái măng chua thôi. Thì tại sao mình không nghĩ tới cái gùi bắp? Bắp nó là cả một cái nương rẫy. Mỗi nhà, mỗi người, người ta đều có một cái gùi riêng hết. Thì khi mà mình đến nhà của nhà trai để xin cưới thì nó giống như là một cái ký hiệu riêng của mình vậy. Thì mình đem cái vật giống như là bất ly thân của mình á, đến nhà trai và xin hỏi cưới và khẳng định là con là một người phụ nữ đảm đang, con có thể làm được tất cả mọi thứ, con có thể quán xuyến được nhà cửa, lo cơm nước cho chồng con và làm việc nương rẫy, và con đến và con xin hỏi cưới. Đó, thì chị nghĩ á, là hai đáp án này á, giống như là ngang bằng nhau á. Nhưng mà nếu như mà cho chị chọn nha, chị vẫn cảm thấy là cái bình rượu cần nó nhỉnh hơn 90%. 90%? Ừ. Anh Phi? Người con gái có quyền chủ động trong lễ cưới, trong hôn nhân. Đó là theo chế độ mẫu hệ. Có thể bây giờ không còn, nhưng cái đó là văn hóa, họ giữ lại điều đó. Đối với chế độ mẫu hệ thì người nữ sẽ là người đi làm, và công việc của người nữ ngày xưa sẽ là hái lượm, còn người nam sẽ là săn bắt, họ làm việc nặng hơn. Còn con gái sẽ làm cái việc mà giữ cho cái bếp được ấm cúng. Thì cái việc mà người con gái có được cái bó củi, và cái bó củi đó nó được bày trí, nó được sắp xếp như thế nào để có thể vác được nhiều củi nhất, cái việc đó nó thể hiện cho người ta thấy là sức khỏe của người con gái đó nè. Thứ hai là cái sự khéo léo sắp xếp logic. Và nếu người sắp xếp được một cái bó củi đầy ắp cũng sẽ là người sắp xếp được bếp núc, cũng sẽ là người sắp xếp được gia đình. Cái bó củi đó nó gần gũi hơn so với rượu cần, măng chua, gùi bắp và vải đỏ. Bởi vì đối với những người dân tộc ở trong miền núi, cái bếp là cái điều quan trọng nhất. Cho nên Phi nghĩ là cái bó củi để làm cái sính lễ thì nó hợp lý hơn so với những cái đáp án còn lại. Hay quá, tự nhiên nghe anh nói cái em nhớ đó. Em đã từng thấy một bức ảnh nha, không biết dân tộc nào mà thấy cái cô đó, cô cõng nguyên một cái bó củi xếp thành chữ I love you. Có một bức ảnh I love you. Em có thể gửi cho tụi chị coi không? Mà coi lâu quá em quên coi ở đâu rồi. Cõng như là I love you. Ok, tôi chọn bó củi. Bó củi ha, bao nhiêu phần trăm? Tôi sẽ dành cho bó củi này 90%. Rồi có bị lung lay bởi những ý kiến đến từ anh chị là vẫn là bình rượu hả? Dạ. Wow. Phải xỉn chứ bạn. Phải xỉn rồi. Người ta sẽ ba câu rồi, bây giờ sẽ câu thứ tư nữa. Rồi, bây giờ sẽ là 10 giây cho các bạn suy nghĩ. Xin mời. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội. Cái người con gái người ta bưng cái bình rượu cần qua, nó thể hiện cái sự là thân thiết nè, thân tình nè. Và giống như khi mà mình bưng trà, bưng rượu để mà dâng cho cha mẹ chẳng hạn. Đối với những người dân tộc ở trong miền núi, cái bếp là cái điều quan trọng nhất. Cho nên Phi nghĩ là cái bó củi để làm cái sính lễ thì nó hợp lý hơn so với những cái đáp án còn lại. Đội Thanh Âm đã chọn đáp án A là bó củi. Đội Chênh Lệch đã chọn đáp án B, đó chính là
gùi bắp. Gùi bắp. Trời, em xem sầm tôi anh ơi. Ủa sao tụi em nói là rượu cần? Đáp án em xem sầm tôi à. Là theo đáp án của mình. Dạ đúng rồi anh. Bạn nam đánh thắng. Dạ em đánh thắng. Tuyệt vời em ơi. Mà anh đâu có nghe em phân tích về cái đáp án này đâu. Tại vì đó là chiến thuật của em. Chiến thuật của em. Wow. Người thành công luôn có lối đi riêng ha. Và để xem đây có phải là đáp án chính xác hay không. Xin mời kết quả. Và đáp án chính xác, chúng ta sẽ được biết sau phút quảng cáo. Xin mời. Xin chào, Võ Tấn Phát đã quay trở lại với Tỷ lệ may mắn. Vừa rồi chúng ta đã có câu hỏi như sau. Theo phong tục của người Dé Triên, sính lễ của người phụ nữ phải cổng đến nhà trai để xin cưới là gì? Và đội Thanh Nam đã chọn đáp án A, đó chính là bó củi. Đó chênh lệch lại chọn đáp án B, đó chính là gùi bắp. Ngay bây giờ, xin mời kết quả của chúng tôi. Ủa chỉ đúng mà quê vậy? Người ta đúng chất lượng em. Dạ. Mấy cái dạ, câu 2-3 triệu người ta đúng làm gì? Trời người ơi. Ta đúng là 16 triệu người ta mới đúng. Thấy không? Xịn sò quá. Mình công bố cái người dẫn đường trước đi Phát ơi. À dạ, anh Nôn vậy đó hả? Và người dẫn đường đó chính là... Tôi á. Đó. Điều. Đó. Tên đi. Đó. Tôi á, Hoàng Phi á. Bó củi, Hoàng Phi. Và lần đầu tiên kể gây rối diễn viên Diễm Phương. Rượu chè. Và như vậy là với đáp án vừa rồi đã mang về cho đội Thanh Âm thêm 16 triệu đồng. Và sắp qua 4 câu hỏi thì đội Thanh Âm đã có 21 triệu đồng. Và đội chênh lệch đang có 9 triệu. Và nội dung câu hỏi cuối cùng, ở mỗi đáp án Tấn Phát sẽ hiện lên cái nội dung bức ảnh để cho các bạn có thể dễ dàng nắm bắt. Bức ảnh nào thắng giải thưởng nhiếp ảnh động vật hoang dã hài hước năm 2023? A. Monday Plus, ngày thứ hai buồn chán. Nhìn mặt thì là biết chán. Cảm thương dễ sợ. Đáp án B. Dispute, cuộc cãi vã. Này đang cãi lộn hả? Tấm này lâu lắm rồi. Giống hai người. C. The Rainforest Danny, quý ông trong khu rừng mưa. Trời ơi. Quý ông mà nằm như nàng tiên cá vậy. D. Otter Ballerina, điệu ballet của rái cá. Trời ơi, dễ thương không? Dễ thương quá. E. The Happy Turtle, chú rùa hạnh phúc. Trời, rùa viên chuồn chuồn. Và F là E. Guitaru, chú kangaroo đánh đàn. Rồi, và đó chính là những hình ảnh tương ứng với những đáp án của chúng ta. Và nhiệm vụ của các bạn là lựa chọn ra đâu là bức ảnh động vật hoang dã hài hước nhất. Giờ bỏ cái đáp án chính xác qua bên đi. Nãy giờ chúng ta xem thì các bạn thấy thích tấm nào? Thấy bạn em, khỉ. Khỉ, em tuổi gì? Dạ em khỉ. À, em khỉ tuổi thân đó hả? Dạ. Tuổi thân là em đó hả? Thì em nghĩ là bé khỉ hả? Dạ đúng rồi. Thì em nghĩ là con gái cá. Con rái cá. Múa ba lê hồi nãy đúng không? Múa ba lê này em thấy nó hề hước hề, đúng không? Em thì em lại thấy là cái bức ảnh đầu tiên. Bức ảnh đầu tiên là ngày thứ hai buồn chán. Mặc dù buồn chán cái bạn của mèo, cái mặt của bạn thể hiện hết cái sự vô tri, nhìn cái là muốn cười liền. Rồi, đáp án nghe. Em không biết là các anh chị là đang nghiêng về bức ảnh nào? Thì đang nghiêng về đáp án B. Đó là cuộc cãi vã của ban chim đó, nó đứng nó chỉ chỏ nhau, nhìn cái cánh của nó chỉ rất là con người. Em nhìn em nhớ lại thím 6, thím 7 ở nhà. Mình nhìn cái hình là mình cảm giác được cái sự ríu rít của tụi nó luôn. Phi nghiêng về đáp án B, cuộc cãi vã, và C, bạn khỉ ngã ngớn ở trong khu rừng. À, đó cũng là một cái bức hình thú vị. Phi sẽ dành cho B, cuộc cãi vã 85%. Và đáp án C, quý ông trong rừng mưa sẽ là 80% thôi.
Theo như chị nghĩ, bất cứ một cái giải thưởng nào nó cũng ẩn chứa một cái gì đó, chứ không phải chỉ là mình nhìn vô cái là mình mắc cười liền, đúng không? Chị sẽ thích đáp án chú rùa hạnh phúc và chú kangaroo đánh đàn. Cái tấm ảnh mà chú rùa hạnh phúc vừa mới nhìn vô, ủa sao kỳ vậy ta? Nhưng mà mình thấy nè, rõ ràng một chú rùa, nhưng mà ở phía trên lại có một con chuồn chuồn đậu ở trên đó. Đấy, cái tự nhiên cái mình cảm giác nó là một cái sự thân thiết của hai loài động vật chẳng có liên quan gì tới nhau hết. Thì đó cũng là một cái thú vị, một cái hay. Nhưng mà đổi lại thì mình lại không có cảm giác nó hài hước, mà ở đây lại là một cái giải thưởng hài hước, cho nên chị lại bắt đầu chị hơi nghiêng về đáp án F là chú kangaroo đánh đàn. Tại vì nhìn cái tướng tá của chú á, nhìn say sưa trong cái đàn như vậy nè, mà ánh mắt nhìn điệu nghệ lắm. Kangaroo vừa là một cái loài động vật đặc trưng của nước Úc nè, mà đã vậy á, chú còn tạo ra được một cái dáng rất là nghệ thuật như vậy nữa. Nên nó sẽ mang một cái ý nghĩa và mang một cái chiều sâu để có thể chiến thắng được cái giải thưởng này. 95%. Và bức ảnh chiến thắng này được lựa chọn từ hơn 5.300 tác phẩm dự thi của 1.800 tác giả. Trời ơi, con số khủng ha. Đến từ hơn 85 quốc gia. Thì liệu bức ảnh nào hài hước nhất? Nó phải thực sự là thuyết phục người khác. Tôi thấy bức con rùa tội nghiệp ghê á. Mọi người nói về chú rùa hạnh phúc nhưng đâu có ai kể về hoàn cảnh con chuồn chuồn đâu. Ờ ha, nhiều khi sao đó là nó nằm trong bụng chú rùa. Đúng rồi, con rùa hạnh phúc là chắc là nó có đồ ăn hết chứ. Thường đúng là con rùa nó sẽ ăn mấy con đó đó. Trời, vậy nếu mà nghĩ theo cái chiều hướng đó là bức ảnh càng hài hước dữ nữa đó. Qua sự phân tích đến từ hai anh chị thì các bạn nghĩ là đáp án nào? Thanh Nam ơi, đây là một câu hỏi em đánh giá là với một cái mức độ rất là khó. Nó cần sự đánh giá từ cả mỹ thuật và cả không gian và thời gian nữa. Em nghĩ là một bức ảnh mà nó thắng được giải của một cuộc thi lớn như vậy thì nó phải hội tụ rất là nhiều yếu tố. Vậy nên là hiện tại bọn em vẫn đang phân vân. Em cũng rất thích Quý Ông, nhưng mà ngược lại em cũng rất thích cái bức ảnh cuộc cãi vã. Và bây giờ sẽ là 10 giây để các bạn có thể suy nghĩ và đưa ra đáp án chính xác nha. Xin mời. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội. Đáp án B, cuộc cãi vã của bàn chim đó, nó đứng nó chỉ chỏ nhau, nhìn cái cánh của nó chỉ rất là con người. Mình nhìn cái hình là mình cảm giác được cái sự ríu rít của tụi nó luôn. Chú kangaroo đánh đàn, tại vì nhìn cái tướng tá của chú á, nhìn say sưa trong cái đàn như vậy nè, mà ánh mắt nhìn điệu nghệ lắm. Đội Chính Lệch đã chọn đáp án F là chú kangaroo đánh đàn. Và đội Thanh Âm đã chọn đáp án B, đó chính là cuộc cãi vã. Ngay bây giờ sẽ là đáp án của chúng tôi để quyết định xem đội nào sẽ mang về 32 triệu đồng tiền thưởng trong câu hỏi này. Xin mời. Xin mời hai đội chơi hướng mắt về màn hình. Và như vậy đáp án F đã mang về 32 triệu đồng tiền thưởng dành cho đội Chênh Lệch. Và xung quanh 5 câu hỏi thì đội Chênh Lệch đang có 41 triệu đồng. Và đội Thanh Âm đang có 21 triệu đồng. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Diễm Phương. Kể rồi anh Hoàng Phi. Lẹ ghê. Và như vậy là chúng ta đã trải qua 5 câu hỏi của chương trình. Xin mời các bạn cùng bước lên để chào khán giả nha. Và như vậy là chúng ta đã trải qua các câu hỏi rất là thú vị của chương trình. Và xin được chúc mừng đội Chênh Lệch, chúng ta đã ngoan mục giành được chiến thắng ở câu hỏi cuối cùng. Cảm xúc của các bạn như thế nào ngày hôm nay? Trải qua 5 câu hỏi thì em thấy thiệt sự cái tên của chương trình là tỷ lệ may mắn thì em thấy là đúng là sự thật, là em 5 câu là đội của em thiệt sự là may mắn hết 5 câu luôn. Em... Ủa đúng hết trong 5 câu luôn hả? Không có, ý là trong 5 câu thì em thắng là nhờ được tỷ lệ may mắn, cho nên là em
Cảm ơn chương trình. À. Ủa vậy thôi hả? Mấy câu sai là mấy câu sai là không phải may mắn cho đội mà may mắn cho bạn này. Tại nó cũng đồng với lại cái ý kiến của bạn kia. Dạ đúng, dạ đúng. Chứ không thì... Còn em thì sao? Giống như là mình thả cho đội này thắng thử đi rồi mấy lần sau mình ăn lại. Ồ hay quá. Đúng rồi anh, giống như mình đi đấu võ và mình nhường cho người ta mấy hiệp đầu hiệp sau thì người ta mệt mình đánh lại. Có chiến thuật dữ thiệt. Rồi các bạn thì sao? Bên kia người ta nói quá, mình nói làm sao cho coi được coi. Nói chung á là tụi em vậy đó anh. Giờ thua mình làm biếng nói. Không, không phải, không phải thua làm biếng thì dù gì cũng là cảm ơn là tại vì tụi em đồng lòng chứ tụi em có lục đục nội bộ như bên kia. Chủ yếu mình vui vẻ thôi, mình quan hỷ thôi. Bên kia người ta được tiền mà người ta mất mối quan hệ, mình là được hết đó đúng không? Vừa vừa thôi được rồi. Vừa thôi. Vừa đủ thôi, đủ xài được. 21 triệu chứ vừa gì. Xin được cảm ơn hai đội chơi đã dành thời gian để đến với tỷ lệ may mắn ngày hôm nay và xin được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ và theo dõi chương trình. Và xin được cảm ơn trang tin showbiz.vn đã bảo trợ truyền thông cho chương trình. Còn bây giờ tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.